Bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp phần thứ ba của truyện cổ tích Cổ Biển của tác giả Tín Nguyễn. Chương 17. Khi biển buồn, biết hát lời thê lương. Khi con ốc buồn, ốc hát lời phiền muộn. Còn bé con, dẫu vui hay buồn, nó cũng luôn thích hát. Giọng nó vốn trong, cao và chuẩn. Vì suy cho cùng, nó vốn là học trò cưng của các mỹ nhân ngư mà lị. Mà mỹ nhân ngư thì ngay cả trái tim vốn khô khan vì muối mặn của các thủy thủ trên những con thuyền buồm thuở xa xưa vẫn phải trầm trồ và si mê chứ còn sao nữa. Nhưng ở cái tuổi mới 13 mùa dòng hải lưu chuyển hướng thì có gì buồn đâu nhỉ. Nhưng hôm nay thì đúng là bé con buồn thiệt, mà chả hiểu vì sao mới là ngộ chứ. Lão rồng ba đầu rầy nó, không phải mẹ thiên nhi la nó, không phải con ốc cả tuần nay vắng biệt. Có chút chút nhưng cũng không là nguyên nhân chính khiến nó ngồi thừ ra nhìn đăm đăm vào dòng hải lưu đang cuồn cuộn chảy đến hơn hai khoảng lộng mèo của chú hải mã bơi cà vật. Vậy thì vì lý do gì cơ chứ? Cái lý do to tát đến cỡ nào mà khiến cho bé con vốn vô tư, líu lo và tung tăng cả ngày phải buồn được nhỉ? Bé con chuyển qua thời con gái. Ui, một cái lý do thật giản dị và cũng thật khó khăn của buổi giao thừa. Mặc dù mẹ thiên nhi đã giảng giải cho nó thật rõ ràng và dễ hiểu, nhưng tâm trạng nó vẫn cứ sống sang. Vừa tự hào khi thấy hai quả cao nho nhỏ nhú lên trên ngực, vừa bực mình vì những cái áo nó thường mặc và yêu thích cứ xếp ngược lên ở phần bụng. Vừa nôn nao với một mùa hoa trái mới lại vừa cảm thấy ghê ghê khi tảo đỏ nở hoa. Mà bực cái là ngoài mẹ thiên nhi thì nó chả tâm sự cùng ai được, ngay cả anh ốc mà nó vốn yêu quý và thân thích. Và cũng vì thế mà bé con đâm ra giận luôn cả anh ốc, dù chẳng biết mình giận cái gì khi chính mình lại lơ đi không liên lạc. Nó cũng hiểu là khi nó không liên lạc thì anh ốc cũng không dám tới, vì có tới cũng chả biết tìm nó ở nơi đâu giữa cái đại dương bao la vô tận mà nó hằng trông chơi từng ngày và luôn yêu, luôn quý. Vậy đó, và bây giờ nó ngồi đó, ngắm dòng hải lưu và buồn y như các cô bé tuổi 13 vẫn hay buồn vậy đó. Con ốc vốn cũng chả biết ắt giáp gì khi nó không liên lạc nên cũng buồn. Và khi buồn thì nó lại lang thang theo dòng trôi vô định của biển, hay chính dòng ký ức vốn lẫn lộn vui buồn của ốc. Hai nỗi buồn ở hai đầu nỗi nhớ, mơ hồ tuy khác nhau về chất, nhưng về lượng chắc cũng xem. Và cũng như mọi khi, biển mỉm cười thích thú nhìn hai kẻ, tuy là sinh vật biển mà lại chả giống bất kỳ một sinh vật biển nào cả dù được sinh ra từ biển. Chương 18. Một con tôm càng vừa hối hả gọi, vừa cố bơi đến thật nhanh bằng những chiếc chân nhỏ xíu quạt vào nước, y như những mái chèo của bọn nô lệ trên tàu chiến của thời Trung Cổ. Ốc dừng lại chờ nó. Có chuyện gì vậy bạn? Ốc hỏi sau một cái vắt râu đầy thân ái. Có chuyện gì đâu, thấy ông đi một mình nên thả theo tán gẫu vậy mà. Ốc có bao giờ chả đi một mình đâu. Ốc cười đáp, trong giọng nó dường như có pha thêm mùi muối mặn của biển. Ông giấu hoài. Tâm càng cười cười nói tiếp. Hôm trước thấy ông đi cùng con bé đây, phải không? Mắt tớ to thế này làm sao mà nhìn lỏng được chứ? À, hôm đó tớ dẫn bé con đến khu rừng cổ tích biển để xem con sóc. Ủa, bé con đó là con cá nhà ai mà trông dễ thương quá vậy? Tớ nhìn thấy cũng quen quen mà không nhớ ra. Con gái cưng của chú Tử Ngốc và cô Thiên Nhi á. Phải cái ông làm chúa tể Thảo Nguyên và cô gái từ trên trời rơi xuống không? Đúng, nhưng sai ở chỗ là chú Tử Ngốc không phải và cũng không bao giờ muốn làm chúa tể cả. Chú ấy chỉ đơn giản là bạn già luôn thương yêu các sinh vật Thảo Nguyên như chính họ thương yêu chú ấy thôi. Ý tớ cũng định nói thế á. Nhưng vì tớ không học hành được như ông nên không biết diễn tả sao ấy mà. Nó cười ngượng nghịu tiếp. Mà sao ông quen được bé con vậy?
Người ta thường quen nhau bằng những sự tình cờ mà, cũng như tình cờ mà tớ quen với cậu vậy đó. Ông nói chuyện văn hoa thật đó, chả buồn với tớ. Nó lại cười, nhưng chả có vẻ gì là ganh tị hay tủi thân cả. Thượng đế ngủ quên khi sanh dòng họ tớ hay sao ấy, cứ cho phân lộng lên đầu nên học mãi chả vô. Ông khiêm tốn và vui tính ghê. Nhưng đừng có lo, ông vẫn hơn bọn đầu tôm trên rằng nhiều. Ê thiệt hả, có loại người như thế thật hả ốc? Dâu khối, chúng ngu mà không biết là chúng ngu, trái lại còn hay khoe ra cái ngu của mình mới chết cười ấy chứ. Ví dụ, kẻ bị móc túi luôn vui vẻ, hân hoan biết ơn vì đã được móc túi. Trời, đúng là tớ nên cảm ơn Thượng Đế đã cho dòng họ nhà tớ cái đầu tôm nhưng không đến nỗi đầu tôm ha. Dĩ nhiên rồi, cậu cũng biết chơi chữ quá luôn ha. Ốc này bái phục luôn. Hai tên bạn phá lên cười thích thú. Sau một cái bắt tay thật nồng ấm, tâm càng lại bơi đi và ốc lại lang thang trên con đường vô định đời mình. Nó cảm thấy nhớ nhớ bé con, nhớ nụ cười xinh xắn và trong veo của cô bé. Nó tự hỏi, giờ này bé con đang làm gì nhỉ? Chả hiểu sao tự nhiên bé con lại cắt liên lạc với nó nhỉ? Ắt là phải có lý do nhưng... Lý do gì mới được chứ? Hàng trăm câu hỏi cứ làm đầu óc nó rối tung. Nó càng cố xua đuổi thì việc ấy lại cứ bám chặt vào suy nghĩ của nó. Óc vốn hay buồn nên càng buồn hơn. Nó thẫn thờ lê cái vỏ sức sẹo của mình đi mãi, đi mãi. Chả có nơi để dừng và cũng chả một ai mong nó dừng lại. Trái đất vẫn quay, biển vẫn xanh, mặt trời vẫn sáng và thủy triều vẫn tuần hoàn lên xuống. Tất cả vẫn bình thường, chỉ lòng nó là thét gào trong từng cơn sóng dậy. Nó chua chát tự nghĩ, mình chỉ là một con ốc hèn mọn, có đáng chi cho ai đó nhớ mong đâu nào. Nó nở nụ cười buồn, buồn đến nỗi biển hồ như thêm mặn. Chương 19. Ê, sao ốc nằm đó, ốc bệnh à? Một con sao biển với lớp áo lông to xù đi ngang qua nơi ốc đang nằm co ro và run rẩy trong một cái hốc phủ đầy rêu, tối tăm và ẩm ướt. Chẳng biết có phải bệnh không hay tại vì mùa đông đến sớm nữa. Nhưng ốc cảm thấy lạnh. Ui chào! Con sao biển kêu lên sau khi sờ vào trán ốc. Đầu bạn nóng như giữa tâm của khe nước Maryland vậy đó. Bạn bệnh thật rồi, mà sao bạn lại nằm đây? Nó vừa hỏi vừa cởi chiếc áo len được kết bằng lông cừu biển quấn quanh thân ốc. Cử chỉ đó làm cho ốc vừa cảm thấy ấm lòng vừa ngượng ngùng e ngại. Ốc không sao đâu, bạn mặc vào à, lại đi kẻo lạnh. Đang rung lên như cơn địa chấn mà còn bảo là không sao. Được rồi, mình không lạnh đâu, chỉ là diễn để đón mùa đông vậy mà. Sao biển kèm theo câu nói là một nụ cười tinh nghịch. À, mà sao ốc không tìm một chỗ cao hơn và ấm áp hơn mà nằm, lại nằm đây? Hôm qua, lúc lang thang vô định thì ốc nghe một tiếng nổ rất lớn. Sóng biển cuộn lên tạt ngang, bắn ốc văng ra cả mấy tầm lộn mèo của cá ông, lọt tốt vô đây. Chưa kịp hoàn hồn thì cơn lạnh ập tới, muốn bò đi cũng không được nữa, vậy đó. À, mình cũng có nghe, nhưng có ảnh hưởng gì đâu. Có lẽ mình ở xa quá nên chỉ thấy sóng tạt qua nó mạnh hơn thường lệ chút. Nên không để ý. Mà cái gì nổ vậy ha? Nham thạch lại trào lên từ một khe nứt mới dưới đáy biển chăng? Mà cũng không phải, vì thường trước khi điều ấy xảy ra, nước luôn nóng lên và sặc mùi lưu huỳnh cùng những cơn chấn động nhẹ rồi mạnh dần lên mà. Vậy thì cái gì cũng không phải như tiếng gầm của ông rồng ba đầu cùng con cháu mỗi khi giận dữ hoặc tập luyện. Chắc chắn là không phải rồi, tiếng nổ xảy ra rất đột ngột và mạnh lắm. Kệ đi, để tính sao. Cái cần nhất bây giờ là mang cậu đến một nơi khô ráo rồi mời cô Thảo My đến nè. Ê, cô Thảo My là ai vậy? Là một cô cá ngăn chỉ, chuyên nghiên cứu về các loại tảo dược để cho chữa bệnh và các loài giáp xác như tụi mình vậy đó. Ồ, vậy ư, nhưng chắc không cần làm phiền đến cô ấy đâu. Mình vẫn bị thế và cũng chỉ vài hôm là tự khỏi thôi. Chỉ cần nhờ cậu đưa tớ đến một nơi khô ráo hơn là được. Không ý mực, ý tôm gì sắt, đi nào. Nó vừa nói vừa ôm xốc lấy ốc đặt lên lưng mình rồi vội vã trao theo các đợt sóng như cái cách di chuyển đặc thù của loài sao biển. Đến một cái hốc rộng hơn giữa các nhánh san hô, nó đặt ốc xuống. Cẩn thận quấn quanh ốc cái áo ấm của nó rồi lại trao đi sau một lời dặn dò đầy thân tình để lại. Cậu nằm đó nhé, đừng đi đâu đó,
Tớ đi mời cô Thảo My và sẽ về ngay thôi. Ốc chợt nghe lòng mình ấm lạ, dù cái lạnh của mùa đông cùng cái lạnh do tiếng nổ kỳ bí gây ra vẫn làm toàn thân nó run rẩy từng cơn. Chương 20. Ốc nằm suy nghĩ vẫn vơ một lúc thì nó lại thiếp đi trong cái ấm nghĩa tình, trong từng cơn đau cào xẻ tấm thân, trong từng giọt mồ hôi nóng bức đan xen cùng những cơn giá rét phát xuất tự xương, tuần tự, trộn lẫn vào nhau làm cho nó cũng không còn biết là mình mơ hay tỉnh, đang ở đáy đại dương êm ả hiền lành, hay giữa chốn A Tỳ địa ngục, trong những câu chuyện Phật Pháp xa xưa mà nó chỉ còn nhớ lờ mờ bằng tiềm thức. Một cái vây mềm mại dịu dàng mát rượi đặt lên trán nó làm nó choàng tỉnh. Nó hấp háy đôi mắt vì chói sáng. Mặt trời, không, mặt trời dù cho nó mạnh mẽ đến đâu cũng không thể xuyên qua bao tầng nước sâu thẳm của đại dương. Nó định thần và chợt nhận ra khi cái vây dịu dàng rời trán nó để đậu nhẹ nhàng xuống cánh tay nó bắt mạch. Hai sóng chỉ vàng lấp lánh chạy dài hai bên cái áo blue trắng như mây trời của một con cá ngân chỉ tuổi trạc tuổi nó. Nó ngượng nghịu định ngồi dậy nhưng cô đã dịu dàng ấn nó nằm xuống trở lại. Chào cô Thảo My. Dạ, chào anh Ốc, anh cứ nằm nghỉ đi. Thảo My nghe bạn sao biển cho hay nên bơi vội đến nè, anh bị sao vậy? Ốc kể cho Thảo My nghe như đã kể cho sao biển. Cô trầm ngâm một chút rồi lấy từ túi đồ nghề của cô ra một cái ống nghe nhỏ xíu, có hình cái vỏ ốc gọi bão. Chăm chú, nghe tim phổi nó một cách chăm chú rồi thở phào bảo nó. May quá, cảm ơn Long Dương, cơ thể anh tuy gầy gò chút đó nhưng sức chịu đựng thật kỳ lạ. Không một bộ phận nào trong cơ thể bị tổn thương cả. Chỉ vì sức ép của trái đạn 105 ly nổ gần làm cho anh chấn động dẫn đến các phản ứng phòng vệ tự nhiên của cơ thể thôi. Ốc trố mắt kinh ngạc. Cái gì? Đạn pháo 105 ly? Sao Thảo mây biết? Mà ở đâu ra mới được chứ? Cô gái cười thật hiền đáp. Dạ, đúng như vậy đó anh Ốc. Thảo My đã gặp những ca như thế này ít ra cũng đã mấy chục lần. Nhưng thật đáng tiếc, dù em đã cố gắng hết sức nhưng đa số đều chết. Anh Ốc là một trong những sinh vật may mắn đó. Còn ở đâu ra hở? Họ diễn tập đánh nhau cũng có, dùng để săn bắt chúng ta cũng có. Và tệ hơn nữa là họ bắn chỉ vì ngứa tai, bắn cho vui. Bắn khơi khơi chơi mà chẳng cần hậu quả. Cô chấm câu bằng một tiếng thở dài xen lẫn niềm phẫn nộ dù cố nén. Ốc chợt cảm thấy mến cô bác sĩ này vì cái thở dài đầy cảm thán đó. Nó nhận ra một trái tim nồng cháy yêu thương nằm sâu trong lớp áo trắng kia. Phải, sự yêu thương không giả vờ, không màu mè, trau chuốt, không vụ lợi, giả nhân. Ốc khẽ nắm tay cô giọng run run vì xúc động. Cảm ơn Thảo My, rất cảm ơn bác sĩ không phải vì đã chịu khó đến đây khám bệnh cho Ốc. Dù điều đó cũng rất đáng biết ơn, nhưng điều đáng cảm ơn, tri ân hơn cả chính là tiếng thở dài cùng sự uất nghẹn cố nén của bác sĩ. Xin nhận nơi đây lòng trân trọng của Ốc. Dạ, tuy em không hay chưa đáng được như anh Ốc nghĩ đâu, nhưng em cũng rất vui khi nghe anh nói thế. À, mình làm bạn với nhau đi anh Ốc. Tình bạn của Ốc và con cá bác sĩ có tên là Thảo My được bắt đầu như thế đó. Biển kết thúc câu chuyện kể hôm nay bằng một nụ cười dịu dàng đến nỗi cả mặt biển chỉ gợn lên những con sóng nhỏ li ti, y như một mặt hồ trong mùa lá vàng rơi với bầu trời êm ả. Chương 21. Đúng như cô bác sĩ Thảo My chuẩn đoán, sau khi uống mấy viên thuốc tròn tròn, hơi ngọt ngọt và thơm thơm mùi hoa bưởi quê nhà, Ốc ngủ thật ngon, giấc ngủ sâu, không mộng mị cũng chẳng giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm như nó vẫn thường gặp. Ốc vươn vai ngồi dậy, nghe sảng khoái vô cùng, và càng vui hơn nữa khi trong sóng não của nó chợt hiện lên dòng chữ được đóng khuôn cẩn thận bằng những cánh hoa lưu ly màu tím tím cánh sen mới là dễ nể chứ. Anh Ốc úi ùi, bé con nè, bé con nhớ anh Ốc lắm. Bé con chờ anh ở chỗ rặng san hô hôm trước ha. Cho anh, nửa cái lọng mèo của cá heo là phải có mặt ngay đó. Anh Ốc cũng nhớ bé con lắm, anh tới liền. Và sau một phần 16 cái lọng mèo của cá heo, Ốc đã đứng trước bé con. Nó gỡ kính ra lau dụi dụi mắt,
mang vô rồi lại gỡ ra lao đến bài bẩn như vậy. Nó không tin vào mắt mình nữa. Nó lẩm bẩm như tự hỏi chính mình. Ồ hay, mới dán có một tuần mà sao bé con lại lớn lên dữ vậy trời. Vẫn chiếc áo đầm trắng và đôi hài làm bằng vỏ hai con ốc. Móng tay được sơn màu hồng phấn. Vẫn hai cái bím tóc lúc lắc mỗi khi bé con tung tăng chân sáo. Vẫn cái kiểu ngồi tít trên ngọn san hô cao nhất. Chỉ khác là đôi chân dường như đã thon dài ra và khép lại. Đẩy xuôi theo một nhánh san hô cạnh đó, chứ không đung đưa như lúc trước. Anh ốc mần cái gì mà nhìn bé con không chớp mắt vậy? Bộ bé con lạ lắm hả? Con bé đôi má ửng hồng vừa tức cười khi nhìn cái điệu bộ kỳ lạ của ốc, vừa thẹn thẹn, lại vừa có chút gì ngọt ngào, y như cụm tảo xâm mọc lên trong lòng nó. Ốc cũng cảm thấy cử chỉ của mình ngô ngố sau đó, nên nó cũng bật cười buông một câu nói đùa chữa thẹn. Bộ bé con uống sữa cá voi sao mà mới có mấy ngày đã lớn đến nỗi anh suýt nữa đã chả nhìn ra luôn. Đâu có đâu, tự nhiên cái lớn vậy á. Áo váy của bé con mặc chật và ngắn hết luôn. Mẹ Nhi phải may cho bé con một lô áo mới á. Vậy là mai mốt phải gọi bé con là bé lớn rồi. Bé con không chịu, bé con muốn là bé con thôi. Bé con nghe nói tuổi nhỏ dễ thân nhau. Còn khi đã lớn người ta phải tìm cách xa nhau thôi. Phải vậy không anh ốc? Anh cũng không có biết, nhưng cái gì cũng có ngoại lệ chứ. Ví dụ như ba mẹ bé con đó, dù đã lớn nhưng đâu có xa nhau đâu. À ha, anh ốc với bé con cũng... Nó định nói, cũng y như vậy nha, nhưng ngừng lại kịp. Ốc hỏi đùa, cũng cái gì hả bé con? Bé con cắn môi đáp nhanh, mắt chớp chớp nhìn lảng ra nơi khác. Cũng... cũng... À, anh ốc nhìn con liềm kìm biển kìa. Nó bị sao vậy? Bé con vừa nói vừa chỉ vào một con cá dài ngoằng với cái mỏ nhọn hoắt như mũi giáo đang cuộn tròn dĩ dụa. À, nó bị một con bọ nước nhỏ xíu bám vào mang đó mà, mình tới giúp nó đi. Bé con phóng xuống vớt con cá liềm kìm lên tay giữ chặt để cho ốc gỡ con bọ ra khỏi mang nó. Cảm ơn hai bạn, chúc một buổi sáng vui vẻ. Có chi đâu, bé con cũng chúc bạn liềm kìm như vậy ha. Rồi bé con quay sang nắm lấy tay ốc. Mình cũng đi chơi đi anh ốc. À đi đâu đây bé con? Đi thăm cô tiên cá. Hả? Cái gì mà hả hở anh ốc? Cô tiên cá hèn lắm, cô ấy dạy bé con hát đấy. Anh đâu có nói cô ấy dữ đâu, anh chỉ ngạc nhiên khi thấy bé quen toàn là... Nói sao ta? À toàn là ngoài sự tưởng tượng của anh luôn. Bé con thấy bình thường mà. Rồi như để chấm dứt cho câu chuyện xem ra còn kéo dài bất tận, nó nắm tay ốc phóng nhẹ nhàng lên lưng một con cá đuối dơi, đang bơi ngang và cười lên thích thú. Chương 22. Từ xa, cả hai đã nghe tiếng hát mê hồn vọng ra từ một khe động nhỏ màu xanh nhạt, tiệp cùng màu với nước biển. Bé con từng đã đến đây biết bao lần. Nghe không biết là hàng bao nhiêu triệu bận mà vẫn ngẩn ngơ lặng nghe huống chi là ốc. Ca từ mượt mà tựa thơ, giai điệu vui nhưng vẫn ẩn chứa một chút gì mang mát, một chút gì sống sang. Thảo nào bao nhiêu chàng thủy thủ vốn là dân giang hồ bạc mạng, ngay cả những tên cướp biển hung hăng. Khi nghe giọng ca của mỹ nhân ngư đều tự nguyện lao mình vào lòng biển, chỉ những mong tìm được nghe mãi đến muôn đời. Em hãy ngồi lại đây, gió chiều chừng đã lạnh, nắng nhạt áo cỏ mây mùa xuân sao quạnh vắng. Em hãy ngồi lại đây, chiều dâng trong mắt đó, thập thoáng cánh chim bay, lòng gửi cuối chân mây. Em hãy ngồi lại đây cùng vạt nắng đang phai, xa rồi thời tuổi trẻ hiu hắt dấu chân này. Lòng anh em chẳng biết trăm năm còn tịnh liêu, tình anh như lá nhỏ rơi rụng cuối chân chiều. Em hãy ngồi lại đây chiều xuân cơn gió lạnh, bên những hàng dẫu xưa hoa sầu dăm bảy cánh. Em hãy ngồi lại đây chiều dâng trong mắt đó, mai kia đời mấy ngã sầu gửi với trăng gầy. Ơ ờ ơ, ơ ờ ơ. Nhạc và lời, ca nhạc sĩ Dương Nguyệt Ánh. Bài hát đã kết thúc khá lâu mà bé con và ốc vẫn còn đứng lặng. Cả hai vẫn còn chìm đắm vào một thế giới mộng mơ nào đó, khác hẳn với cái thế giới mà bọn nó đang hiện hữu.
Mãi đến khi giọng nói dịu dàng trong vắt như giọt sương long lanh buổi bình minh của cô Mỹ Nhân Ngư gọi chúng mới choàng tỉnh. Tỉnh mà trong hồn vẫn còn chến choáng cơn say huyền ảo của ngôn từ và âm nhạc. Chương 23. Và ốc còn sững sờ một lần nữa khi diện kiến cùng nàng tiên cá, một khuôn mặt trái xoan trắng hồng với đôi mắt to tròn xanh thâm thẳm, mái tóc dài đen mượt xõa xuống tận thắt lưng, bộ ngực căng tròn vung cao được che hờ bằng những nhánh san hô lót rêu tảo. Ánh lên màu ngọc bích làm tôn thêm làn da trắng và mịn màng tựa những nõn mây non. Từ chiếc eo thon trở xuống là chiếc đuôi cá, với phía chóp chẻ hai, lấp lánh ánh bạc của những chiếc vảy hình quả trám, được phân bố một cách hợp lý và hoàn mỹ, đến nỗi ta có cảm nghĩ, nếu mất đi hoặc thay thế một cái, sẽ phá vỡ tất cả mọi sự cân bằng và mỹ thuật nơi đó. Ốc và bé con ngồi xuống đi, sao hôm nay rảnh rỗi đến thăm ta thế? Dạ cảm ơn cô, bé con rủ cháu đến thăm cô đấy. Chứ cháu cũng nghe nói về cô rất nhiều nhưng không biết cô ở đâu để đến. Mỹ Nhân Ngư mỉm cười hỏi, thấy ốc nghe nói gì về ta? Dạ, họ bảo là cô rất đẹp và có giọng hát cực hay đến nỗi biết bao thủy thủ lẫn những vị thuyền trưởng già nô cũng phải mê mẩn, mà tự trầm mình xuống đáy đại dương đấy à. Bé con nãy giờ im lặng, nghe ốc nói thế nó cũng gật đầu xen vô. Dạ, bé con cũng nghe nói vậy các cô. Mà bé con cũng đã kể cho cô nghe rồi đó. Thế cô cậu nghĩ sao? Dạ, cô cứ nhìn tụi cháu khi vừa đến cổng là biết tụi cháu nghĩ sao rồi ạ. Thông minh và khéo nói thật, nhưng cái bọn thủy thủ gì đó mà họ nói ấy cũng có, nhưng từ xa xưa lắm rồi. Cả ngàn năm nay ta chả lượn lờ hay ngồi phơi nắng trên những rặng san hô và cũng chả ca hát cho người trần nghe nữa. Ủa, sao vậy cô? Ốc ngạc nhiên hỏi, nàng tiên cá hóm hỉnh đáp. Ờ, thì để cho họ đừng đồn thổi là gì ta mà biết bao mạng tự trầm mình xuống biển chứ sao. Rồi cô cười phá lên vui vẻ, tiếng cười trông như những viên ngọc va nhẹ vào làm cả ốc cũng phải ngẩn ngơ. Bé con nhìn ốc rồi chạy đến kéo tay Nhân Ngư cười nói. Cô xem anh ốc kìa, chắc không khéo anh ốc cũng tự nguyện trầm mình ở đây luôn á. Dễ gì, ốc chịu bỏ bé con mà ở đây chứ, tại ốc mới gặp ta lần đầu nên ngạc nhiên chút vậy mà. Bé con đỏ hồng đôi má lý nhí. Cô nói gì vậy, bé con không chịu đâu. Làm cả ốc cũng bỗng dưng thấy tay mình thừa thải. Nó ngượng nghịu lén nhìn bé con rồi bất chợt cụp mắt xuống. Ngó lảng qua chỗ khác khi thấy bé con cũng đang nhìn nó. Có lẽ cả hai đang lạc vào một huyền thoại nào đó, vừa lạ lẫm vừa gần gũi. Y như những câu hát của Mỹ Nhân Ngư chăng, ai mà biết, chuyện gì đến sẽ đến, thủy triều vẫn cứ tuần hoàn theo sức hút mặt trăng mà, cứ thế và cứ thế. Chương 24. Dạ thưa mẹ, bé con mới về. Sao hôm nay bé con về muộn thế? Dạ, bé con đi lạc mẹ nhi ui. Chà, hãy công như bé con mà đi lạc ư. Trên đất liền thường gọi thổ công, dưới biển khác nên gọi hải công, các bạn nhé. Dạ, đi lạc ở chỗ quen. Lạ nha, có chi lạ đâu mẹ nhi, bé con lạc trong những ca từ và giai điệu cùng làng hơi quyến rũ của cô Mỹ Nhân Ngư đó mẹ. Mẹ cũng đoán thế, khó có ai có một tâm hồn nhạy cảm mà không bị lạc nơi đó cả. Đúng rồi mẹ ơi, anh ốc suýt nữa cũng tự trầm mình ở đó để muôn đời được ngắm nhìn và nghe cô hát mẹ. Điều này thì bé con lầm rồi, ốc vốn nhạy cảm nên dễ cảm nhận và yêu thích cái đẹp, cái chân thiện mỹ. Nhưng không thuộc loại si mê cái đẹp đến nỗi bỏ qua cả lý tưởng ốc theo đuổi, và nhất là bên ốc còn có bé con xinh xắn dễ thương và trách nhiệm trước cộng đồng nữa chi. Bé con không chịu đâu, mẹ nhi trêu bé con nè, đúng không? Cũng có chút chút, nhưng sự thật là thế. Ốc có một cái gì đó giống giống như ba con, tử ngốc, thời còn chưa gặp mẹ. Thì cứ cho là như mẹ nhi nói đi. Nhưng bé con đâu có xinh xắn dễ thương và có trách nhiệm như mẹ nhi nói đâu. Thế ai gọi ông rồng ba đầu theo yêu cầu của ốc vậy, không phải bé con à? Ủa, sao mẹ nhi biết bộ đó nữa? Bộ ông rồng kể lại với ba hở mẹ. Chết rồi, chắc là ba sẽ la bé con à.
mẹ nói giúp giùm con với ha. Mẹ Nhi yêu của bé con ha. Ba đâu có la bé con. Mẹ thấy ba chỉ nhíu mày thở dài và nói, xem ra con bé này còn vất vả hơn cả em nữa, bé Nhi. Ừ, sao kỳ vậy mẹ? Mà mẹ chắc là ba không có rầy bé con thật chứ. Bé con không hiểu à? Ba tử ngốc của con đã bỏ ra cả một đời để tạo nên một thảo nguyên cổ tích, để tự do và yêu thương, có nơi mà sinh sôi nảy nở, để muôn thú muôn loài cùng xích lại gần nhau trong hòa bình, tự do và hạnh phúc trường cửu ư. Bé con có nghe anh Ốc kể, nhưng sao ba mẹ lại phải bỏ quê mình, bỏ ước mơ, bỏ cả sự yên bình đáng mộng ước để lưu lạc tận đại dương sâu thẳm và thiếu ánh mặt trời vậy mẹ? Cái ác, sự ti tiện và tự tư tự lợi vẫn mãi mãi ngự trị và sản sinh nhanh hơn sự thiện lương và khát vọng tự do bé con à. Và cũng vì thế mà khát khao một thế giới dù là cổ tích cũng chỉ là điều không tưởng, không thể thực hiện, phải không mẹ? Mẹ nghĩ thế, vì đã là sinh vật, dù tiến hóa thế nào thì cũng có bản năng của con, vẫn tham lam và tàn nhẫn để sinh tồn. Do đó, họ sẽ bằng mọi cách để tạo nên cho cuộc sống của mình, cùng kẻ thân người thuộc, phe cánh của mình một đẳng cấp tốt hơn, chiếm hữu nhiều hơn, hưởng lạc nhiều hơn và lâu dài hơn. Nhất là khi họ lại mượn tiếng người, mượn một lý tưởng nào đó, một chủ thuyết nào đó để làm vỏ bọc cho cái được gọi là kim chỉ nam cho mọi người noi theo. Bé con chưa hiểu lắm mẹ ạ. À. Con có nghe anh Ốc kể về lão xấu già đầy tham vọng ở vương quốc đầm lầy chưa? Dạ chưa. Hôm nào, phải, hôm nào anh Ốc sẽ kể cho con nghe, và con sẽ hiểu hơn. Thật ra thì, dù con thông minh và có những ông thầy, những người bạn vong niên rất giỏi, rất thông tuệ, nhưng ngay cả lão xấu già sống cả trăm năm, sống đến thành tinh vẫn không hiểu được, vẫn ảo tưởng về những điều mà cả ngàn năm vẫn không có đường đi cho một ánh cầu vồng giữa nắng chang chang bé con à. Bé con biết rồi, bé con hứa với mẹ Nhi là sẽ tìm hiểu kỹ, rất kỹ về điều mẹ Nhi dạy. À, mà ba tử ngốc đâu rồi mẹ? Ba đang bàn cùng Lâm Vương và các nhà khoa học chân chính của đại dương, tìm cách hạn chế đến mức thấp nhất các vụ nổ vô tội vạ mà bao đời nay đã làm tổn thương không ít các sinh vật biển của mình, mà gần đây nhất là của anh Ốc. May là nó có một sức chịu đựng và đề kháng không tưởng nổi. Thiên Nhi như tự hỏi với mình hơn là nói với bé con. Cả việc này mẹ cũng biết. Bé con ngạc nhiên hỏi. Thiên Nhi khẽ cười dịu dàng. Thảo My vốn là một bác sĩ giỏi bẩm sinh và có lương tâm. Bé con quên rằng mẹ vừa là dược sĩ mà cũng là bác sĩ sao? Thiên Nhi trả lời con với một nụ cười thật tự hào. Không phải vì danh vọng mà. Chính vì mình đã chọn nghề này và đã được tru rèn suốt bao nhiêu thập kỷ khi chăm sóc và chữa trị, cũng như bào chế biết bao nhiêu loại thuốc từ kinh nghiệm bí truyền của môn thú thảo nguyên lẫn sông hồ truông rú, dẫu là đại dương hay chỉ là biển thì cũng vẫn có đêm và ngày, và các sinh vật biển thì cũng y như bất kỳ sinh vật nào khác, vẫn phải nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng cho mình. Biển chấm dứt câu chuyện của mẹ con bé bằng một cái ngáp dài thật to, dù đã che miệng cẩn thận, y như một nhà quý tộc, nhưng vẫn làm cho những hòn đảo bồi đắp bằng tham vọng phải rung rinh và biến dạng. Tập thứ 3 đến đây chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ 4.